Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina mới đây thông báo chào bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 2. Theo đó, tài sản đảm bảo được giao bán là quyền sử dụng đất dự án Cova Tower 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Một phần tòa nhà dự án gồm 2 tầng nhà thương mại dịch vụ, 2 tầng hầm, một mặt bằng kỹ thuật và 5 căn hộ. Cùng với đó là tầng 1 và tầng lửng ô số A102 thuộc dự án nhà ở trung cư Lô C, OD, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nhà và đất tại số 65 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Giá bán nợ tạm tính đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2024 là hơn 41,5 tỷ đồng.